Mai Trương Hồng Phát. Trời ơi, tôi nói thiệt cho chú nha, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đâu, chiều tan nát trại tim đi. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Cảm ơn, dạ cảm ơn Tam chị, dạ. Điện thoại mất pin, anh về lấy quần sạc nè. Chú biết ổng là cái người lấy quyên sổ của tôi. Đáng lẽ chú lớn rồi thì chú phải điềm tĩnh hơn. Chú khuyên nhủ ổng. Sổ số kiến thiết đem lợi ích đến nước nhà. Sổ số kiến thiết đem lại xây cho cuộc sống hơn. Ủa bé bỏng. Chị Trinh ơi. Cái gì vậy? Kiếm cái gì vậy? Cái sổ nợ của em nó mất tiêu rồi. Cái gì? Cuốn sổ nợ của em mất tiêu rồi hả? Đúng rồi. Coi ở trong xóm này dạo này có ăn trộm nữa hen. Trời, cái thằng ăn trộm này biết tai tao. Trời, mày chọc tới tao rồi, máu đàn ông của tao lên tao bắt mày cho mày coi. Bình thường em cũng để đây nè. Mà để đâu mà mất? Để đây nè. Để đây tao kiếm. Kiếm kỹ có, chưa? Em tìm hết rồi. Trong tủ không có luôn. Trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu người ghi sổ trong đó? Cuốn sổ ghi rất nhiều người trong đó hả? Thì nguyên cả xóm mình ai cũng mua nợ mà. Mà trong đó mày ghi ai nhiều nhất? Trong đó ông Bay là nhiều nhất. Ôi đất ơi, bởi cái thứ dài chai. Tao mua là mày không có cho ghi nợ, mà ổng mua mày ghi cho nhiều vô. Đáng đời à. Ghê á, giờ còn cắt móc nữa. Ông Bay đúng không? Ừ. Ông Bay, được rồi, để tao kiếm ông Bay. Ê, tao nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì? Ôi, chán thiệt á. Thời buổi kinh tế sao kỳ vậy ta? Làm như con người ta mặc đồ á, mặc kỹ quá. Người không để cho nó hư. Bởi vì không ai ra đây để sửa đồ tôi hết trơn, nó trọ gì. Khổ tới mức độ mà cái sổ con bông giờ ghi tên có mấy trăm ngàn mà trả nó không nổi. Ôi chú ơi, chú than cái chi? Chú sao thấy nợ bạn con? Trong sổ nợ của bóng hình giờ ra chán nào hàng mô cùng có tên con hết đó. Ủa cái gì vậy Bay? Dạ. Ta thấy cũng chạy xe cũng được mà, tại sao lại thiếu nợ vậy? Chú biết không? Ông ba xưa ta có câu là có duyên là phải có nợ. Dạ. Mà con với bông là đã có duyên với nhau rồi. Đó, nhưng chỉ có hiểu cái nợ. Nhưng mà con thắc mắc nè, tại sao cái duyên có, cái nợ thì nó nhiều, nó càng ngày càng chồng chất. Như vậy mà tại sao tụi con không thành đôi? Cái đó con dở. Đâu phải ông hồi xưa nói cái nào cũng đúng đâu. Ủa, chú cũng có cái sai chứ. Chú có một cái ý kiến gì? Bây giờ chú hỏi con nè, thí dụ như con yêu một người đó. Dạ đúng, con yêu bông. Con nợ như chú trộm vậy. Dạ đúng, con nợ bông. Con nợ quá trời nợ luôn. Cái gì con cũng nợ, con mua 500 muối con nợ 500. Dạ đúng, con cũng nợ. Chú biết không, con nghĩ là hả, người ta nợ một thì con phải nợ gấp đôi người ta. Đến lúc nào bông cũng nhớ đến con. Giờ sổ ra là anh bay. Trong đêm mơ, năm ác mong cũng nhớ là bay. Cái đó là sai lầm, cho con bay luôn đó. Ủa, bây giờ con là phụ nữ, con gặp một người đàn ông mà dạ, nợ kiểu đó, con có yêu không? Có yêu không? Nợ đâu nợ dai như đĩa. Hèn chi, mỗi lần thấy mặt con là lươm, là huyết. Đúng rồi. Thì ra là con nợ nhiều. Nợ quá nợ. Chú. Hay là bây giờ là cái nợ đó xóa đi. Xóa cái nợ đó đi. Xóa nợ. Thì người phụ nữ đó thấy, à đây là một người đàn ông đã trưởng thành, không muốn mắc nợ một ai hết. Đúng không? Là đúng thấy, đúng không? Chú nói đúng, con phải xóa nợ. Đúng rồi. Con xóa nợ. Đúng rồi. Muốn xóa nợ thì phải gặp em. Nhanh gọn lẹ, đơn giản, sau 5 giờ là xóa nợ được hết luôn. Mua 2 tờ giấy số đi anh. Tự nhiên cái anh chạy chi vậy trời? Anh đó nha, anh suốt ngày anh xa lánh em hoài luôn á. Chú cha mà ơi, sao thật sự cái người ta cần duyên cần nợ không tới, mà cái đây không nợ mà cứ tới. Thì vậy mới là duyên nợ với nhau. Anh mắc cười quá, anh qua đây ngồi với em cái coi. Qua đây cái coi. Qua ngồi cho nó vui đi. Qua coi, trời lâu quá nhớ. Qua chết ngồi luôn cho nó vui. Qua đây coi, ngồi đi. Sao lâu nay không gặp anh vậy hả? Đi đâu vậy mặt mà trội xa xúc chết luôn vậy đó hả? Mua 2 tờ số đi nè. Không mua hả? Thiệt tình á. Không mua thôi, em đi bán vé số tiếp đây. Trời thơm dễ sợ luôn. Thơm hả? Trời chú hửi cho coi, thơm lắm. Nè, thơm không? Thơm ta, thơm thiệt cũng thơm quá trời luôn. À. Thúi quá. Tổ cha mày, khốn nạn. Tao làm sáng tao có tắm nha, mày nói chuyện bậy bạ tao thúi nào. Thơm muốn chết. Trời ơi,
Ông này cũng to gan như vậy luôn hả? Một hồi nó chết bà với em. Lâm. Ông nội này chết cho tôi. Tôi tin luôn á, thiệt á. Tôi đẩy xe ôm mà thiệt, tự nhiên giờ ta thành đẩy xe ôm là sao? Tôi chơi sao? Tôi không trả tiền, tiền đâu đâu, mô đồ sẵn đâu nha. Có cái sẵn của ông đổ nữa. Để tiền rồi. Bay. Gì vậy? Không, cho anh chạy dừa. Ui, 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 dừa nè. Ui, 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 đảo, em làm chi rửa. Bình tĩnh, có gì nói. Chú cha mà, ơi, chú cha mà, ơi. Chú, cái gì? Bước qua đây. Không, không phải. Bước qua đây. Nhưng mà bước qua. Ủa, chuyện chi, chuyện chi nữa. Ui, chú cha mà, chú cha mà. Ông biết cái này không, là với tôi. Lý do tại sao, ông nói đi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Thà có chuyện gì á, ông mở miệng ra ông nói với tôi một tiếng. Còn ông làm như vậy á là bất công tâm, ông hiểu không? Hả? Mày làm cái gì thì mày xin lỗi nó một tí đi. Biết cái... Tại sao? Bây giờ tôi hỏi ông nè, lý do tại sao ông lấy cái cuốn sổ của tôi hả? Bao nhiêu nợ nần, từ trước tới giờ ông mở miệng ra, ông nói những lời ngọt ngào đó là để chi? Ông lấy lòng của tôi, rồi á, ông mua nợ của tôi, rồi ông bắt tôi ghi sổ, xong bây giờ ông quỵt luôn cái sổ luôn đúng không? Chú cha mà, ơi em nói cái chi nữa? Cái sổ mô. Cái sổ ghi nợ của tôi. Còn chú hả? Cái gì? Chú dính líu gì tới cuộc đời của con? Chú biết ổng là cái người lấy nguyên sổ của tôi. Đáng lẽ chú lớn rồi thì chú phải điềm tĩnh hơn. Chú khuyên nhủ ổng để ổng trả cái sổ cho tôi. Đằng này chú âm mưu, chú đồng phạm là sao hả chú Hư? Ba má ơi, chú là đồng phạm đó hồi nào ba má ơi? Im cho con, không cho ông nữa. Hồi đó tới giờ, bao nhiêu cái lời ngon ngọt của ông đối xử với tôi là giả tạo đúng không? Ông muốn lấy nguyên sổ nợ này để ông xé cái tờ giấy nợ đó chứ gì? Đâu có bao nhiêu đâu anh. Anh Bay ơi, đâu có bao nhiêu tiền đâu anh. Chú Tê quăng ủi bả. Tê chú nữa hả? Nó chửi hoài vậy? Có mấy trừ bạc thôi mà chú nỡ lòng nào chú đối xử với con như vậy. Ê, mày điên hả? Điên cái gì? Thiếu mày có mấy trăm ngàn đâu ra mấy triệu. Sao chú biết mấy trăm ngàn? Cái tên chú Hư á là nguyên một cái số dài luôn. Sao chú biết mấy trăm ngàn? Trời ơi, số dài nhưng mà thiếu 5 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn cộng lại mấy trăm ngàn là sao ra mấy triệu được? Chú trả ơi. Bây giờ chú là con nợ, chú không có quyền nói. Con hỏi chú nè, chú ngồi cái mặt bằng á, chú ngồi nhà chú. Nhưng mà lúc nào cũng lệm qua cái tiền của con. Có bao giờ con tính toán với chú chưa? Có bao giờ con lấy tiền mặt bằng của chú chưa? Không hề đúng không? Ê, vậy mà nỡ lòng nào. Ê, nè Bông. Đây nè, đây nó lệm con chút mà. Mày tính gì? Dạ chú, một tấc đất là một tấc vàng đó chú. Ủa chị, đây đậu phộng qua đây nè. Quá cho mình nè. Nhưng mà chú ơi, con chưa bao giờ tính toán với chú một cái đồng nào hết. Để bây giờ chú đối xử với con như vậy. Còn anh nữa. Bông ơi. Anh nói đi. Tiền nợ của anh là nhiều nhất đó. Em ơi, Bông ơi, em bình tĩnh đi. Ngày hôm nay á, tôi không có bình tĩnh nổi được luôn á. Anh đối xử với tôi như vậy là em, sao? Em bằng sao? Mấy trăm ngàn đó bây giờ á, lộn không. Của anh là mấy triệu, bạn cần có chục triệu luôn. Ủa? Anh nói với tôi một tiếng là tôi cho anh luôn. Ủa, chú cha, tôi sẵn sàng cho. Cha. Nếu như anh thiếu, anh không có tiền trả, anh không có thể nào chi trả được, tôi sẵn sàng cho. Ôi chú cha. Em. Còn chú nữa. Được rồi, để chú biết rồi. Để chú. Mày chơi mất dài mày. Mày lấy nó chửi tao quá kìa, nó chửi số sản luôn kìa. Chú lợn chú chơi kỳ vậy chú? Tất chơi kỳ nào? Cái đó là con tỉnh tạng với chú, là con kia là con xóa nợ, tức là con muốn trả nợ. Chú má lánh nha. Chú lén chú ăn cắp cái số nợ, bởi vì chú thiếu nợ rất nhiều tiền, mấy triệu bạc. Tại sao chú nói có là có mấy trăm ngàn, bây giờ lộ là mấy triệu. Trời đất ơi, giờ chú xóa cái nợ đó, bây giờ lộ tự nhiên đổ oán cho con, chú thấy không? Trời ơi. Nó lấy. Không. Bông ơi, anh biết ai lấy rồi. Người ni, người ta nói đó hả, người ở gần em nhất là cái người đó là nguy hiểm nhất. Người ni, tại vì chú ngồi kề bên em, chú sẽ thấy được em giấu cái sổ ở đâu. Đó, đúng rồi. Chú ơi. Thầy, nói láo ông bà nội chết liền. Không, bình tĩnh đi. Bây giờ con nhìn kỹ ra rồi. Cái gương mặt của chú á, hồi nãy giờ con mắt của chú á, nó láo lương qua lại rất là nhiều lần. Cái gương mặt này là... Rồi. Là chắc chắn là lấy rồi. Không, ba má sinh chú ra là vậy mà, chú đâu muốn gì đâu. Từ nhỏ sinh ra là láo liên qua lại rồi. Chú ơi. Cái gì? Chú ngồi đây nè, chú làm với con, chú bán buôn ở đây nè, biết bao nhiêu năm rồi, đúng không? Bao nhiêu cái tình cảm chú cháu mình, con coi chú như cha của con vậy đó. Không ai đối xử với cha vậy đâu con. Chú không lấy đúng không? Anh nội. Ai lấy? Nó lấy. Không, anh khai thật nha. Cái này anh có bàn tính, anh bàn tính là anh sẽ xóa nợ. Đúng rồi. Chắc là nghe cái bàn tính đi là chú chơi cha nè. Chú chơi cha, chú ăn cắp cái sổ nợ. Em phải tin anh, trái tim anh thuộc về em. Em thấy là nhịp đập con tim là có hình ảnh của em trong đây. Con tim anh luôn luôn dạy. Đi. Đừng lấy những lời ngọt ngào đó ra dụ tôi nữa. Bây giờ một là anh lấy, hai là chú lấy. Không, chỉ là một thôi, đừng có số hai tội chú. Chú đàng hoàng mà. Thôi, mệt quá, không có nói nhiều nữa. Bây giờ khoan nè. Lý do tại sao mà con nghĩ là chú với thằng Bay nó lấy? Con có nhân chứng. Ai? Diễm Trinh. Diễm Trinh. Thôi.
ba người đừng có nói nữa. Nãy giờ chưa ai nói một cái gì luôn á. Chưa luôn á. Rồi bây giờ ai nói trước, nói đi. Tôi đây nè, bà đó bao nhiêu lần á, bà hả, bà nghiệp cái miệng của bà lắm rồi mà tôi không bao giờ tin. Nhưng mà tôi nghĩ á, đụng chạm tới tiền bạc, đụng chạm tới tình làng nghĩa xóm, cho nên tôi nghĩ là bà không nói xạo đâu. Ai ngờ đâu bà dựng chuyện lên, bà nghe không đầu không đuôi, để bây giờ bà gây ra mất tình cảm làng xóm. Bà thấy không, tôi chửi chú Hư không ra một cái gì hết. Chửi cả anh nữa. Tôi chửi ông là đúng mà. Thà như ngay từ đầu á, ông muốn trả tiền cho tôi thì ông đưa tiền ra cho tôi là được rồi. Bày đặt á, là kêu là ừ xé cái nợ này đi để mà cái duyên của hai đứa tới. Tôi nói thiệt với ông nha, ông xé 100 cuốn sổ nữa tôi với ông không bao giờ duyên tới với nhau đâu. Đó, thấy chưa, tại em cả. Em làm vậy thì đã làm gì chi. Bây giờ ông nội với tôi là bóng không có duyên với tôi. Đó, em hài lòng em chưa? Em chưa già em chưa? Hả? Tại sao vậy? Cái miệng nghiệp quá hả? Từ nãy giờ hả, cái miệng ngứa cái miệng lắm hả? Cái chuyện nó có chút xíu à, qua cái miệng của mày cái là tự nhiên bây giờ nó chửi tao không ra cái gì, nó chửi tao như con không đẻ vậy đó. Chú Hư, con tức chứ. Chú Hư bình tĩnh chú. Bình tĩnh là được. Dạ con xin lỗi chú nha. À, thôi coi như là từ nay á, ví dụ như cái bàn máy bay của chú mà chú có muốn qua mặt bằng của con chú ngồi cũng được đó. Con không tính tiền mặt bằng đâu nha chú, chú qua bên đây đi sáng sủa hơn. Dạ tôi cảm ơn, dạ tôi cảm ơn. Tôi tính theo cưa vậy nè, tôi cưa một khúc này nè. Nè tôi lẹm một khúc nè, tôi tính cưa rồi đó nha. Dạ, à, chú đừng có giận nha. À, từ nay con vẫn coi chú là cha của con, dạ. Không, thái độ này không thích, thái độ nãy mới thích. Thái độ nãy chửi mà không cho tao giải thích á, cái đó mới thích. Dạ, chú bình tĩnh đi. Từ nay con coi chú như ông nội con vậy đó. Còn anh nữa, sau cái lần này anh quyết định rồi, anh muốn xóa nợ cho em để cái duyên mình tiến tới. Mà em nói câu đó không duyên không nợ, bây giờ anh quyết định nợ, anh không xóa nợ để cho cái duyên mình giận con. Thôi thôi im hết đi, im hết đi. Bà mới là người im á. Mấy người có chửi ai cũng được, chửi tôi cũng được, chuyện gì chút giận lên đầu tôi cũng được. Đừng có chửi ảnh, trời tôi đau lòng lắm hiểu không. Nghe tôi giải thích nè, ngồi xuống đi. Thật ra là cái chuyện này là châm lỗi là tại con, tại em, tại chị. Hiểu không? Tại vì cái vấn đề là ba chớp ba nhán nghe, đuôi không có trọn vẹn. Từ cái chữ duyên nợ mà ra cái chữ sổ nợ, cho nên là nó mới xảy ra cớ sự như vậy. Cái đó không phải ba chớp ba nhán, cái đó là cố tình vu oan giá họa cho người ta. Cái chữ sổ nợ nó không thể nào mà lộn từ duyên nợ được. Thôi thì thôi giờ cho con xin lỗi đi. Nói chung là con nợ một lời xin lỗi ở cái xóm này được không? Nhưng mà chú, con thấy là mình phải tìm được cái sổ nợ đó để minh oan cho mình. Đúng rồi. Chứ người ta lại lỡ đổ quán cho mình rồi. Đúng rồi. Bây giờ cái vấn đề là đây nè, không biết bây giờ cái sổ nợ ở đâu. Chú không lấy, ông này không lấy, bà này càng không. Thì bây giờ sổ nợ ở đâu? Dạ con biết nè. Chị Huệ, sao biết nãy giờ ông nói? Thì nãy giờ không ngờ con là như vậy luôn anh Huệ. Con tập ba cái thói hư tật xấu. Tại sao vậy? Làm không trả tiền, tại sao lại đi ăn cắp cuốn sổ nợ đó làm cái gì? Hả? Bao nhiêu nghề làm yeah, mai phụ tôi cũng được vậy. Đúng không? À, bán vé số. Con đâu có ăn cắp đâu. Không cắp tại sao con kêu là có cuốn sổ nợ? Thì đúng rồi. Ủa chị, sao chị không nhớ gì hết trơn hả? Nhớ gì? Chị kêu em đi photo mấy chục bản luôn nè. Chị nói hả, sợ mất rồi hả, photo đi mất cái này mình có cái khác. Còn chị quên ép nhựa nữa. Chú ơi, con xin lỗi chú à. Trời ơi, sao tự nhiên não con cái vàng dữ ta. Con mới nhớ luôn á. Tại vì con có ý định đó là con nói con bé Huệ á đi photo ra, tại con sợ mấy chú như là anh Bụt á, cho nên là con muốn anh anh hiểu em rồi. Kể từ nay anh sẽ là người luôn luôn bên cạnh em, kề vai sát cạnh với em. Anh sẽ ở đây, anh sẽ là bồ nhớ của em, anh không xa em đâu. Trời ơi, ui ơi. Bây giờ khoan, nó có thể bỏ qua, nhưng danh dự của chú, hồi nãy con chửi chú quá trời chửi luôn. Chú thề thốt luôn, con vẫn không nghe, con vẫn không tin. Chửi mà vuốt mặt không kịp luôn. Nè, tè le luôn, nha, giận lắm nha. Chú nè, muốn bỏ qua rồi, xóa nợ, xóa cho chú liền. Xóa liền. Dạ. Lấm. Còn anh nữa. Hả? Anh sao? Nợ suốt cuộc đời. Anh chịu. Trời ơi.